Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, gây áp lực nặng nề cho hệ thống y tế, cũng như các lực lượng tham gia phòng chống dịch. Trên địa bàn tỉnh, mặc dù dịch bệnh vẫn đang được kiểm soát tốt, nhưng áp lực đối với lực lượng này cũng không hề nhỏ khi người dân từ các địa phương có dịch trở về ngày càng nhiều. Một số trường hợp đã dương tính với SARS-CoV-2. Chính vì vậy, việc Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua các nghị quyết, quy định một số chế độ chính sách đặc thù trong phòng chống dịch COVID-19 đã kịp thời khích lệ động viên các lực lượng phòng chống dịch tiếp tục nâng cao trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Những ngày này, trên địa bàn tỉnh, nhiều lực lượng làm công tác phòng chống dịch COVID-19 của các ngành như y tế, công an, quân sự đã phải gác lại tình cảm gia đình, công việc cá nhân để tập trung trực chốt, làm nhiệm vụ tại khu cách ly, bám sát cơ sở, điều tra, giám sát những người đi về từ vùng có dịch, lấy mẫu xét nghiệm để kịp thời sàng lọc, phát hiện các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Những đồng chí tham gia tuyến đầu phòng chống dịch như chúng tôi thì có rất nhiều y bác sĩ phải nằm trong các khu cách ly tập trung, phải xa gia đình, có khi mấy tháng trời không được về, nên là điều kiện thì để chăm sóc gia đình thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh những quy định chung của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ những người tham gia công tác phòng chống dịch và những người phải áp dụng các biện pháp cách ly, tại kỳ họp thứ nhất và thứ hai mới đây, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 24 và 45, quy định một số chế độ chính sách đặc thù trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Cụ thể như trong nghị quyết 24, quy định về hỗ trợ chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2, hỗ trợ tiền ăn đối với người Việt Nam ở trong nước, phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Ninh Bình tại cơ sở do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly tập trung. Hỗ trợ đối với người làm nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh COVID-19, hỗ trợ thêm đối với nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ trong phòng chống dịch COVID-19. Khi có nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hỗ trợ cho các đồng chí tuyến đầu phòng chống dịch thì về bản thân tôi cũng như các đồng chí tham gia tuyến đầu phòng chống dịch thì hết sức là phấn khởi và vui mừng và có thêm cái niềm tin, động lực để làm tốt hơn nữa trong cái quá trình phòng chống dịch, đảm bảo là an toàn cho huyện nhà. Nghị quyết của tỉnh thì để hỗ trợ anh em làm nhiệm vụ trong khi phòng chống dịch thì nói chung là để anh em phấn khởi hơn và nêu cao tinh thần trách nhiệm, giúp hết toàn sức cùng với các ban ngành đoàn thể và cùng với động viên nhân dân là phòng chống một cách tốt nhất. So với nghị quyết 24 thì nghị quyết 45 đã sửa đổi về phương thức hỗ trợ trả kinh phí xét nghiệm cho các cơ quan đơn vị trực thuộc Sở Y tế được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ xét nghiệm. Thời điểm hỗ trợ được tính từ ngày 25 tháng 3 năm 2020 và quy định hỗ trợ thêm đối với nhân viên y tế được cử đi làm nhiệm vụ phòng chống dịch ở ngoài tỉnh Ninh Bình, ngoài các chế độ khác đã được quy định, với mức 300.000 đồng một người một ngày tính từ ngày 25 tháng 6 năm 2021. Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh được ban hành đã thể hiện chủ trương đúng, trúng, tính nhân văn, kịp thời, đã cổ vũ, động viên lực lượng tham gia phòng chống dịch bệnh, yên tâm thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm cao nhất không để dịch bùng phát, đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân.